và lần đầu tiên sự kiện tại Việt Nam, đó chính là skin ACE, là chuyên cái dòng mà tan mỡ gì nha. Và đặc biệt là tan mỡ này có thể xức trên mặt được luôn, và nó trị tất cả các mỡ mà nọng mập lâu năm, nọng mà cứng, làm cho mặt mấy chị bự bà xệ nha. Sử dụng cực kỳ đơn giản luôn nha. Rất là nhiều chị hỏi là tại sao mà da lâm trắng cũng như là mỡ không còn nữa. Thì ngày hôm nay có một loại sản phẩm mà chắc chắn mấy chị cần, cũng như là mấy chị rất là thích luôn, và đây chính là người bạn đồng hành của Lâm, đó chính là gel tan mỡ của Skin ACE. Thì cái dòng này rất là hiệu quả như vậy nha, và đang hot ở thị trường Hàn Quốc. Chính vì vậy mà bị cháy hàng liên tục luôn. Thì bây giờ mấy chị nào mà đang ở nhà, mấy chị mới sinh xong mà da bụng mà bị rạn nó, hoặc là mấy anh nào mà nhậu nhiều quá mà mỡ mà nhiều á, không có thời gian thể dục thể thao, không có thời gian đi spa, hoặc là sợ tiêm chích đó, thì đây là cái dòng rất là hiệu quả luôn, và xài cực kỳ đơn giản. Nếu như ngoài thị trường thì có rất là nhiều loại tan mỡ, gồm là gừng nè, ớt nè, tỏi, nói chung là những loại mà gây nóng, chúng ta có cảm giác nóng, thì đây không có những cái nguyên liệu đó. Và nguyên liệu của nó là dầu hạt táo, giúp tan mỡ và đào thải tất cả mỡ ra ngoài nha quý vị nha. Và đặc biệt là không ngăn ngừa, không cho mỡ quay trở lại. Vậy bây giờ Lê Vũ Lâm sẽ sử dụng thử cho mọi người coi, để mọi người thấy công dụng và hiệu quả của nó như thế nào. Thì ta xức đơn giản thôi, xịt một miếng vô lòng bàn tay đó, xoa đều, massage đều nha, không có nóng cho nên mọi người đừng có sợ đó. Thoa lên, mọi người thoa lên thoa xuống như thế này nha, đó là mặt của chúng ta không còn những cái chỗ mỡ nữa đó. Massage giùm cho Lâm, nặng nữa, nhớ nha, cái động tác này nhớ gì nha, chúng ta đừng có đưa vô vị trí mắt thôi, còn những cái vị trí mà mỡ thì mọi người có thể sử dụng một cách an toàn. Cổ mà bị nhăn, bị sệ thì mọi người sử dụng cho Lâm luôn. Và một ngày mấy chị sử dụng 15 phút cho Lâm, đảm bảo có gương mặt thon gọn nha. Nếu không có thời gian đi spa, không có thời gian tiêm chích, thì đây chính là vị cứu tinh của mấy chị. Nếu như chị nào mà tay bị thòng thì mấy chị nên sử dụng tay cho Lâm luôn. Thì bây giờ là tôi hướng dẫn mấy chị cách sử dụng tay cũng y chang như vậy luôn. Yên tâm nha, không có nóng nha. Này, xức lên, massage đều mấy chỗ này nha, đều đó, xức lên, trắng da, tan mỡ đó, còn chần chờ gì nữa, mua thử một chai xài đi, đảm bảo là thú hồn luôn đó. Đùi cũng vậy luôn, nếu như bị đùi thì mấy chị nên sử dụng đùi, massage đùi nha. Còn ai bị bụng thì sử dụng bụng như mấy Lâm. Rồi Lâm sẽ hướng dẫn về cách sử dụng bụng nha. Đó, massage bụng đó, dở lên, massage đều lên nha. Massage đều một ngày chừng 15-20 phút thôi, và những cái vị trí mỡ nó sẽ không còn nữa, và để cho quý vị một làn da cực kỳ trắng sáng, và đặc biệt là không nóng nha, không nóng gì nha. Nhớ sử dụng kiên trì giùm cho Lâm nha quý vị nha. Khu vực nọng càm nè, tay nè, bụng nè, rồi đùi nè, những chỗ nào có mỡ thì quý vị nên sử dụng loại này giùm cho Lâm. Và quý vị lưu ý giùm cho Lâm, ở thị trường bây giờ rất là nhiều hàng giả. Chính vì vậy mọi người khi mà mua hàng nhớ lưu ý những cái thông tin giùm cho Lâm. Mọi người nhìn được cái hộp giùm cho Lâm nha. Nó sẽ có chữ như thế này: tem chống hàng giả nha, giá là 550 ngàn, tặng quý vị một cây son là 290 ngàn. Nếu như mọi người mua hai hộp là 1 triệu 10 ngàn đó, tặng cho quý vị thêm một chai ủ kích trắng mặt trị giá là 290 ngàn, free ship toàn quốc cho mọi người. Khi mọi người mua một combo thì bên đây sẽ tặng cho quý vị là một voucher trị giá 500 ngàn, và giảm 30% khi mua combo với hóa đơn thấp hơn như vậy nha. Còn chần chờ nữa, nhanh tay lẹ chân đến một body cực kỳ đẹp và làn da cực kỳ trắng sáng. Cảm ơn mấy chị rất nhiều. Bye bye mấy chị, xin chào và hẹn lại. Tạm biệt.